con tỉnh quá hả? Con tỉnh quá. Mất số là con ngầm lấy ngò không mưa. Nhất này nó phải con. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Chúng ta đi chợ Châu. Hôm nay Tây Bắc TV lại lên chợ Bắc Hà để xem Châu. Xem chợ Châu ngày hôm nay có đông hay không và giá cả nó như thế nào. Thì sẽ đi quay cho mọi người xem nhé. Đây là khu vực cuối chợ Châu này các bạn này. Đấy. Còn khu vực bên kia là khu vực địa điểm mới nhé. Được biết không anh? Bây giờ là mình sẽ đi một vòng để cho quay cho mọi người xem. Đấy, các bạn có thể là quan sát toàn bộ khu vực chợ ngày hôm nay. Đấy, đây là bên mé cũ này. Còn đây là khu vực mới này các bạn ơi. Kia là khu vực ngựa kìa. Còn khu vực này là bò. Đấy. Dần dần ở đây hình thành nó rõ rệt hơn các bạn. Kia là ngựa nhá. Còn khu vực này là bò nhá. Còn khu vực này là chợ Châu nhá các bạn nhé. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi một vòng để xem có trâu con bò nào đẹp và hỏi giá cho các bạn xem nhé. Đang thấy à? Đang thấy anh ở đấy à? Đấy ông xem. Khu vực kia các bạn ạ. Không biết khu vực kia mà có cái vụ gì mà đông đông nhỉ? Mình dạ sẽ ra quay cho mọi người xem nhé. Đấy 30 triệu. Con này đã có người ta mua rồi các bạn ơi. Có ghi tên Tâm ở đây rồi này. Người ta mua rồi. 25 triệu. Nét giá cái đồ cầm bò này nét đi. Đúng bao nhiêu thì bán. Ở đây là cặp bò này các bạn ơi. Bò này có người mua rồi các bạn. Thấy bảo là 25 triệu cả cặp hay sao các bạn. Có người mua rồi. Còn bên ngoài này các bạn ơi. Bên ngoài đây là có cái suối này. Đấy. Còn giáp cái suối là khu vực tập kết các bạn. Khu vực tập kết. Đấy. Rất là nhiều cho bò này các bạn ơi. Những con trâu tít ở góc trong kia đa số là người mua rồi nhé, các bạn nhé. Này, những con trâu con bò là mà buộc vào đây này đa số là đến người ta mua hết rồi. Đây này, có ký hiệu sừng này các bạn này. Còn những con trâu mà nằm ở mé bên ngoài thì là người ta chưa mua. Còn những con nào người ta mua người ta buộc vào đây người ta đi mua con khác các bạn. Từ đầu kia quay trở lại đây mình nghĩ là nó khá là nhiều trâu các bạn ạ. Chưa kể ngoài này nữa. Thì chợ Bắc Hà thì các bạn biết đấy. Thì cũng nổi tiếng rất từ lâu rồi. Đó là khu vực chợ Châu rồi. Đấy. Và mỗi phiên nó diễn ra phải vài trăm con trâu á. Mình sẽ đi một vòng xem có con trâu con bò nào để hỏi cho các bạn xem. Ở đây cũng có một con trâu to các bạn ơi. Đây các bạn này. Đây cũng có một em trâu to này. Các bạn nhìn thấy cặp mắt của nó chưa?
Cũng như nó chỉ là không, chỉ là nó khó cú gà. Chỉ giống cầu mình. Cái loại trâu này thì lông li ti các bạn. Đấy, một em trâu to mà có lông rất là mượt đấy các bạn ơi. Con này cao phết đấy, to và cao. Con này nó cao phải 1m35 đấy các bạn ơi, cao. Con này bao nhiêu tiền đấy bác? 50 à? Em này bác báo giá là đầu năm nhé các bạn nhé. Báo giá là 50. Thì là bên bên kia cũng có một em trâu to các bạn ơi. Đấy, kia kìa. Hôm nay trâu to ở trên chợ thì xuất hiện vài con các bạn. Cũng đều báo giá là đầu đầu 4 đầu 5 hết. Tầm từ 4 năm đến 50. Có con to nhất là 60, mình đã quay cho mọi người xem riêng rồi. Con này bao nhiêu đấy? Đấy, bác kia đang xem trâu đi. Không được ra ngoài nó đi không khỏe mấy này, nó ở trong chuồng chốt đấy đâu nó khỏe, nhìn nó mài cái sừng thì biết rồi. Chuồng nó còn sướng hơn mình rồi. Con này mới có 4 răng thôi nhỉ? Đấy, 4 răng. Chúng ta chưa mở. Con trẻ con thôi. Để nó mài sừng chiếc ác quá nhỉ? Ồ, nó nghịch. Nghịch quá này. Chán vô là gì nghịch rồi. Ô, kẻ thoảng nó lên xa rồi. Thịt. To mà. Lấy cái bao con này con kia. Đi xem một con này đi. Con này bên dưới rồi. Thôi. Cho to với máu chứ. Thôi. Ok các bạn nhé, đây là khu vực dưới chợ kìa. Ở kia có một con trâu cũng khá là to kìa, đen kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Còn chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với hai em nghé này. Thì anh này này có hai con các bạn. Con này và con kia kìa. Đang báo giá là khoảng 32 triệu các bạn. Tính ra là bình quân thì rơi tầm 15 triệu một con. Mà con này thì nó to hơn các bạn. Con kia thì nó nhỏ hơn một tí. Đó. Mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem hai con này nhé. Đây, con này to hơn này các bạn. Con này cũng con cái nhé các bạn nhé. Để mình xem tương tá nó như thế nào nhé. Có xoáy sủng gì không nhé. Con này có xoáy đằng trước chưa rõ rệt này. Đấy, xoáy đằng sau rõ rệt hơn tí. Đây các bạn này, bên này có một cái xoáy này. Con này
có hai xoáy, xoáy đằng sau rõ rệt và hai xoáy đằng trước nó không rõ rệt lắm. Ở đây là một hai con nghé cái các bạn. Con này này, đây con này nữa này. Con này bé hơn này các bạn ơi. Con này bé hơn, người ta đang trả có 13 triệu thôi. Nhưng mà chủ vẫn chưa bán nhé. Con kia thì to hơn một tí. Đều hai con nghé cái cả các bạn. Dòng này là dòng trâu thấp nhé các bạn nhé. Trâu rẻ thế này càng ngày càng rẻ. Rẻ do thị trường thôi. Hai con trâu này người ta vẫn đang đàm phán nhé các bạn nhé. Chưa vẫn chưa bán. Đấy, cặp đấy thì đang báo giá là 30 triệu, 32 triệu. Đây có một cặp nữa này. Anh này có tất cả 4 con các bạn. Hai con nghé này đang báo giá là 32, còn cặp này thì mình chưa hỏi giá các bạn. Cặp này thì có một em nghé đực. Mình sẽ em nghé đực này. Đây một em nghé đực này các bạn ơi. Và châu mẹ. Mình xem con nghé con này đẹp không nhé. Con này nó cao khoảng mét tầm mét gần mét 2 đây các bạn. Ở chỗ này thì nó hơi chật các bạn, thì nó quay cũng rất là khó. Cái con bò kia ai giả hơn thì anh cứ bán nha, còn nếu mà đến trưa mà em bắt đủ hàng và anh chưa bán được thì bằng tiền này. Đây là con mẹ này các bạn nhé, đây là con mẹ này. Em chưa bắt được con nào. Thì nó đứng ở đây nó hơi chật, mình hơi khó quay một tí các bạn. Khi em bảo anh để đây trông bò cho em thì bây giờ em đã trả tiền anh đâu mà chỉ có. Ông ấy vẫn lấy, không lấy. Hơn thì anh bán đi, còn bằng đấy đến trưa em bắt đủ hàng em lấy. Mình không có thời gian bán này. Bây giờ em muốn đi bắt trâu. Ai có gì bắt được. Hiểu không? Đấy, bán trâu. Lấy bảo anh cụ thể như thế nhá. Không biết bán trâu. Nhưng mà anh mua là mua. Chim được mọc lông rồi mà đéo biết bán trâu. Trẻ con đâu. Mua bảo mua là mua đấy. Không phải là. Nếu là em chỉ trông trâu ra anh tí anh về dắt trâu thôi. Dắt bò thôi. Thì đấy giao bò không đấy? Đấy bò em trông đấy. Nhưng mà tí anh về anh Vĩnh. Anh Vĩnh lấy. Nhưng mà em mua được đủ xe thì em mới thuê xe về em mới lấy, còn em không mua được là em gửi anh bán. Anh hiểu rồi. Có chuyện thế. Thế ông kia 500 đây không lấy nhiều đâu. Nhá. Không đi lằng nhằng á. Đi lằng nhằng này chờ đéo biết rồi đấy. Không, anh em giao bỏ anh mất rồi. Mất nhưng mà anh phải hết tiền cho em chứ. Người chú sâu rồi, tạm biệt đi bán tiếp. Đấy, ra rồi. Bây giờ là phải bán là nó tay phải lấy. Nó ra là nó dặn là nó giả lại đấy. Phải lấy. Không lấy. Không lấy tí phải mất tiền. Ông ơi, ui. Ông ơi, cầu hủy luật cho khét ra thế. Giả nó cuối. Giả nó cuối. Giả nó cuối. Chắc kiểu lấp lửng muốn mua nhưng mà nó lại không mua nữa. Nó sẽ không mua. Có một luồng chờ, có một luồng gió lạnh chạy qua lưng. Ok các bạn nhé, anh này có 4 con này. Một con, hai con. Cái này là cặp nữa là tất cả 4 con trâu. Cái con này và con này theo cặp nhé các bạn nhé. Còn hai con này là con lẻ. Hai con này thì đang báo giá là 32 các bạn. Con kia thì nhỏ hơn chắc là rẻ tiền hơn. Không, đi phải lấy.